Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ đổ là rau câu trái cây ha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình có một trái thanh long nè, một trái xoài, một trái kiwi và mấy trái dâu. Đường thì mình sử dụng là 400g đường. Nước cốt dừa mình sử dụng là 100g. Còn cái này là màu qua đậu biếc. Đây là một gói rau câu. Rau câu này là rau câu giòn, là nó một gói như vậy là chỉ có 25g thôi các bạn, với lại một ống vani ha. Thì trước tiên là mình sẽ cắt cái phần rau câu này ra, mình sẽ ngâm nước các bạn. Thường thường là mình nấu rau câu của các bạn một gói 25g như vậy, mình chỉ sử dụng là 1 lít nước nha. Thì mình sẽ cho rau câu nè, cho vào đây, rồi mình sẽ ngâm trong vòng là 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ mới nấu nha các bạn, đang chờ cho cái phần rau câu nó nở ra. Chứ nếu mà mình nấu sớm quá thì rau câu mình ăn thì nó không có được giòn á. Trong thời gian là mình ngâm rau câu như vậy nè, thì mình sẽ lấy cái hoa đậu biếc mình xuống mình nấu đặn cho nó có màu. Với lại mình sẽ gọt luôn cái phần trái cây nha. Cái hoa đậu biếc này nè các bạn, nếu mà mình ở nhà mà mình hái được á, hoặc là mình ở nhà mình có trồng á, thì mình mỗi sáng mình ra mình hái như vậy nè, thì mình xài bông tươi. Còn nếu mà ở nhà mình không có, mình xin đó các bạn, cho nên đó là mình xài không kịp á, thì mình sẽ để vào trong ngăn đá tủ lạnh á, thì khi mà mình xài á, mình lấy ra mình xài ha. Nè các bạn, khi mà nước sôi rồi á, mình cho hoa vào nè, thấy là nó chân văng cái màu xanh xanh tím tím ha. Tại cái phần hoa của mình nó là nó lạnh á, cho nên đó là mình là để nấu cho nó hơi lâu tí xíu nha, đặng cho nó có ra màu á. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần trái cây ra ha. Mình sẽ cắt cái trái thanh long nè. Trái thanh long này là mình mua trái thanh long ruột trắng các bạn, chứ mình không có sử dụng ruột đỏ ha. Thì bây giờ mình sẽ sắc mỏng thôi, sắc đặng mình sắc hạt lựu á các bạn. Cái phần trái cây này nè, thì các bạn thích ăn trái cây nào thì mình sử dụng trái cây nấy nha. Như nhà mình thì thích ăn như là thanh long, kiwi, xoài, dâu rồi gì đó các bạn. Thì mình thích nào thì mình sử dụng trái cây nấy thôi. Hồi nãy mình quên, mình cắt cái tròn á. Cắt tròn thì nó sẽ dễ hơn. Rau câu là mình đã ngâm được 1 tiếng rồi ha, thì bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nè, rồi mình sẽ nấu nha. Khi mà mình nấu là mình cũng phải đứng mình khuấy cái phần rau câu như vậy nha các bạn, tại vì mình sợ nếu mà mình không khuấy á, khi mà cái phần lửa ở dưới á, nó táp lên á, thì cái phần rau câu mình nó sẽ lắng xuống, nó sẽ bị khét, nó bị dính cục á, cho nên là mình nấu là mình phải đứng mình khuấy suốt như vậy nha. Giờ rau câu đã sôi nè các bạn. Đó, hồi nãy giờ là mình cũng đứng mình quậy suốt như vậy nè, các bạn thấy là cái phần rau câu nó bây giờ mình nấu nó rất là, mình thấy nó trong rồi nè ha. Thì bây giờ mình sẽ cho đường vào, mình sẽ cho hết 400g đường này luôn, tức là mình sẽ cho một ống vani mình cho vào luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều. Khi mà mình thấy mà phần rau câu mà nó sôi mà nó có nổi bọt á thì mình sẽ hớt mình bỏ nha. Rồi rau câu nè các bạn thấy nè, mình nấu nè, nó rất là trong ha. Thì bây giờ mình sẽ cho trước một lớp rau câu nè. Mình sẽ cho vào trong một cái sửng nha. Lớp mỏng thôi các bạn, chứ mình không có cho nó nhiều lắm đâu. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nè, trái kiwi mình rải. Mình lưới đều như vậy. Xoài mình cũng lưới như vậy luôn.
rồi mình sẽ cho cái phần rau câu nè. Mình sẽ cho thêm vào ha. Sau đó là mình sẽ cho cái phần rau câu này cho nó hơi nguội tí xíu, rồi mình sẽ cho một lớp trái cây vào nữa nha. Rau câu của mình á, nó đã đóng màng rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ để nhẹ thôi các bạn. Mình sẽ để nhẹ cái phần ba cái trái cây nè, mình sẽ rưới nhẹ thôi. Chứ để nhiều khi mình làm mạnh quá thì nó bị bong á. Bây giờ là mình sẽ cho tiếp phần rau câu vào. Nếu mà rau câu các bạn mà đổ á, mà nó có bị đóng màng rồi á, thì mình sẽ đem dưới nhà sau á, mình nấu tiếp, nấu làm cho cái phần rau câu nó lỏng ra nha. Chứ nếu mà mình để phần rau câu mà nó đặc quá á, mình đổ á, thì nó không có được đó các bạn. Thì mình sẽ dùng cái muỗng á, mình đùa nó qua, mình sắp lại, mình sắp lại theo cái ý của mình. Mình muốn cho nó nằm ngay chỗ nào á thì mình cứ việc mình gãi thôi. Đổ rau câu xong một lớp rồi đó, thì mình sẽ cho nó, đợi nó đóng màng một tí xíu nữa, mình sẽ cho thêm một lớp trái cây nữa. Như vậy thì cái sửng rau câu mình nó sẽ ngon và đẹp mắt hơn ha. Rồi tiếp theo là mình cũng sẽ cho trái cây vào nha. Mình làm tương tự như là hai đợt đầu vậy đó. Mình sẽ chừa một ít rau câu này lại, đặng mình sẽ chia cái phần màu ra nha các bạn. Rau câu á là mình đã đem xuống dưới bếp á, mình nấu lại nè các bạn, rồi mình sẽ chia cái phần màu ra luôn ha. Rồi bây giờ là cho cái phần rau câu sôi đi. Nhưng mình cũng chuẩn bị mình cho cái tô màu qua đâu biết nè, cho vào tô rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc nha, múc cho vào trong cái tô qua đâu biết này nè. Mình sẽ đổ lớp các bạn. Rồi còn như đây á là mình sẽ nấu cái phần nước cốt lên. Rồi mình thấy cho nó đều ha. Nếu mà mình muốn béo nữa thì mình sẽ cho thêm một ít sữa đặc, tại vì mình thấy cái phần nước cốt câu mình còn ít nè, cho nên đó là mình chỉ làm cái 100g nước cốt dừa là nó đã béo rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem lên nhà trên mình sẽ đổ tiếp nha. Và bây giờ là mình sẽ cho vào trong cái sẩm nè. Mình nhớ là mình cũng phải để cho cái phần rau câu nó đóng màng rồi mình mới cho phần nước cốt lên nha các bạn. Mình sẽ đổ tiếp cái màu, mình chờ cái này nó đóng, cái phần rau câu này đóng màng rồi mình sẽ cho cái màu qua đậu biếc lên luôn ha. Giờ cái phần rau câu của mình nó đã đóng màng rồi ha, thì giờ mình sẽ cho cái màu qua đậu biếc nè. Mình cũng phải cho từ từ thôi các bạn, tránh nhiều khi là mình nó bị mình đổ mạnh quá thì cái phần rau câu mình nó sẽ không có, nó bị bể đó. Thấy không, mình mới nói có một cái là nó đã bị lủng hết miếng rồi. Bây giờ là mình cứ cho từ từ nha. Các bạn thấy cái màu hoa đậu biếc á lên rất là đẹp.
các bạn ơi. Rồi. Mình đã đổ xong rồi ha, thì bây giờ mình sẽ chờ cái phần rau câu này nó nguội. Khi mà rau câu nguội rồi á, thì mình sẽ để vào trong tủ lạnh ngăn mát, thì mình sẽ lấy ra mình sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ rau câu trái cây của mình bây giờ là mình cũng đã lấy ra rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cắt ra nha. Mà các bạn thấy nè, ở dưới là màu hoa đậu biếc ha. Thế tiếp là màu là nước cốt dừa đó. Đây là trái cây. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt ra. Và cái rau câu trái cây của mình nó đã làm xong ha, thì mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Các bạn thấy nè, cái cục rau câu nè, văng văng nè, xanh, đỏ, vàng. Ở trên thì là màu nước cốt dừa nè, màu hoa đậu biếc nè, màu hoa đậu biếc lên rất là đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử thôi. Mình ăn á thì vừa trúng nước cốt dừa nè với hoa đậu biếc nè với lại có cái trái kiwi, ăn thì có cảm nhận béo béo chua chua ngọt ngọt nữa, ăn nó rất là ngon. Mình ăn trúng mấy xoài nó rất là thơm các bạn, nó thơm mùi xoài lắm luôn. Mà mình vừa ăn rau câu mà vừa có trái cây với lại nước cốt như vậy nè, mình ăn rất là ngon các bạn, ăn nó rất là lạ miệng nữa. Mình mới nấu tới cái kiwi thì mình chưa nấu tới cái dâu chua. Tại mình ăn chưa có trúng cái dâu, mình ăn mới trúng cái trái kiwi thôi, trái kiwi nó cũng chua nữa. Ăn trúng trái kiwi rồi rồi hết hai trái cái luôn hả? Ăn dính miệng rồi. Các bạn thấy không, mình làm á thì cái trái cây mình để thưa thưa thôi, chứ nếu mà mình làm nhiều quá thì cái nhìn thấy nó lợn á. Nè các bạn thấy không, mình để rất là thưa cho nên đó là nhìn cái trái cây nè, điểm vừa trắng có, xanh có, vàng có, đỏ có, nhìn nó rất là đẹp mắt ha. Con mình á thì nó rất là thích ăn câu câu các bạn, cho nên là nó ăn một cục là nó ăn nó chưa có đã. Bây giờ là đang đứng nó chờ ăn nữa. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Đặng mình cắt cho cả nhà cùng ăn luôn. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.